Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hậu căn mất nhiều cuộc đời căn ra, kính thưa cô Diệu Liên, kính thưa ông Mai Viết Thu, hôm nay nhóm mất nhiều cuộc đời Bến Tre đã đến tại ấp Phú Quế, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, được biết bà cụ Tạ Thị Rỉ 90 tuổi bà lâm cơn bệnh thì cũng lâu kéo dài. Hồi trước thì bà còn khỏe thì bà ở chùa ở Thất Cao Đài, cũng nhiều chỗ nhiều nơi. Hôm nay sức khỏe không còn nữa, bà bị bệnh tai biến, thì hiện nay vậy con mới đem về nhà nuôi. Hôm nay bà được biết là bà 90 tuổi, được anh em địa phương giới thiệu và dắt đến. Thì hôm nay của nhóm mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre đã đến trao bà một phần quà yêu thương, một chục gạo cũng như thùng mì và 800.000 tiền mặt cho cụ bà ngay đây. Thì đây của bà cụ nằm ở đây, thì chia sẻ cho quý bà con, quý anh chị em trong nhóm được biết. Bà cho con hỏi thăm coi bà họ tên gì, nhớ không? Vậy chi? Bà họ tên gì? Sư Tạ Thị Rỉ. Dạ. Rồi nay bà bao nhiêu tuổi? Giờ hết biết hả? Nãy nhớ giờ hết nhớ hả? Chơi kỳ vậy. Rồi bà bệnh nay bao lâu rồi? Bệnh nay lâu lắm rồi. Thì kính thưa cả nhà, thì được biết qua thì nghe nói cụ bệnh nay cũng mấy năm trời rồi, nên vậy con đem về đây. Giờ vì bà tai biến á, nên vậy bà nằm đây cái tâm trí bà quên nhớ, khi nhớ khi quên. Thì kính mong cả nhà quan hỷ và chia sẻ hỗ trợ cho mắt thân nhìn cuộc đời Bến Tre có nhiều kinh phí gửi họ đi trao đến tận nhà, trao tận tay những bệnh nhân đặc biệt về được nhiều hơn nữa. Nam Mô A Di Đà Phật.